Đến hẹn lại lên, chào mừng tất cả anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã trôi qua được nửa thế kỷ, nhưng những bí mật trong cuộc chiến tranh ấy vẫn còn rất nhiều. Trong đó, Tổng kho Long Bình là một minh chứng cụ thể. Đây là một tổng kho cấp chiến lược do bọn Mỹ xây dựng để phục vụ cho chiến tranh Việt Nam. Khi ông lớn Mỹ phải rút đi, chúng tin tưởng và bàn giao lại cho đứa con nuôi là Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng Mỹ ngụy tính thì làm sao bằng bộ đội của ta tính. Các anh đặc công của ta đã nhanh chóng tấn công và chiếm đóng được khu vực này. Và kể từ đó, những bí mật về nơi cất giữ vũ khí hiện đại nhất của Mỹ đã được phơi bày. Và để biết được bọn Mỹ nó đã giấu những thứ gì trong tổng kho Long Bình, và bằng cách nào quân ta có thể giải mã và khai thác được nơi bảo mật tối đa của quân Mỹ như vậy. Tất cả anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhá. À đấy, lại quên, muốn sang thì bắc cầu Kiều, mà muốn xem video đều đều ấy thì anh em ấn đăng ký kênh nhá. Anh em thân mến, chúng ta vẫn thường biết đến Mỹ là một ông lớn. Vì sao lại gọi như vậy? Thì trước tiên phải nói về độ giàu và độ chơi lớn của chúng. Chưa nói đến toàn bộ quá trình xâm lược Việt Nam, chỉ tính xương xương về việc thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ tại miền Nam Việt Nam, ta đã có thể thấy rằng Mỹ đã đầu tư rất lớn vào vũ khí và quân trang, quân dụng cho đội quân nhà nghề. Những con số đó tăng lên theo cấp số nhân và khiến cả thế giới phải mất một phen chóng mặt. Theo các tài liệu thống kê cho biết, lượng đạn dược được chuyển đến Việt Nam trung bình khoảng 40.000 tấn một tháng trong năm 1966. Một năm sau đó, số lượng đã tăng lên gấp đôi, đạt 75.000 tấn một tháng vào năm 1967. Đầu năm 1968, số lượng vận chuyển đã tăng lên đến 90.000 tấn một tháng. Đến giữa năm 1968 thì số lượng này đã vượt quá 100.000 tấn một tháng. Anh em thấy dã man rồi đúng không? Thế nhưng đấy mới chỉ là khối lượng đạn dược, còn để phục vụ đầy đủ cho một đội quân nhà nghề được trang bị tới tận răng như quân đội Mỹ thì còn biết bao nhiêu thứ quân trang, quân dụng khác. Từ các phương tiện chiến tranh như máy bay, xe tăng, pháo cối, cùng với các khí tài, vật tư dự trữ phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang bị cho đến lương thực thực phẩm, quân trang quân dụng, đồ dùng sinh hoạt của mỗi người lính còn cao gấp nhiều lần con số đó. Trong khi đó, theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quân Viễn chinh Mỹ tại Nam Việt Nam, thì số lượng vật chất dự trữ phải đảm bảo đủ cho quân số sử dụng ít nhất là 6 tháng. Nhưng chúng nó không thể vừa đánh Việt Nam lại vừa vận chuyển vũ khí vật dụng như vậy được. Vậy nên theo yêu cầu đặt ra là chúng phải tiến hành xây dựng tổng kho vũ khí chiến lược tại Long Bình, hiện nay nằm trong huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Một địa điểm vừa thuận lợi cho quá trình tiếp nhận hàng hóa, đồng thời cũng có thể nhanh chóng tiếp tế cho cả 4 vùng chiến thuật và biệt khu thủ đô. Là kho dự trữ chiến lược nên tổng kho Long Bình có đủ mọi thứ thượng vàng, hạ cám, phục vụ cho chiến tranh. Từ cái to như máy bay trực thăng, xe tăng thiết giáp, đến cái nhỏ như khẩu tiểu liên AR-15, quả lựu đạn hay cái cúc của bộ quân phục. Từ những thứ giết người như bom đạn cho đến những thứ nuôi sống và phục vụ cho những con người như gói cơm sấy, hộp dầu chống vắt. Mà bọn Mỹ nó sợ vắt với đĩa ở Việt Nam thôi rồi, nên những cái đồ dùng đơn giản ấy đều có cả. Khi đó, tổng kho Long Bình được xây dựng trên diện tích khoảng 24 km² với hàng chục phân kho. Mỗi phân kho bao gồm hàng chục dãy nhà kho, cả nổi, cả chìm tùy theo loại hàng hóa mà chúng nó chứa trong đó. Các kho nhà nổi thường được làm bằng nhà thép, tiền chế độ khẩu rộng với chiều dài từ vài chục đến hàng trăm mét. Còn các kho chìm dùng để chứa bom đạn, hóa chất thì thường có mái vòm bằng tôn dày, sau đó đổ đất lên trên. Xung quanh các nhà kho thường có lũy đất hoặc thùng phi sắt đổ xếp chồng lên nhau bảo vệ. Một số hàng hóa cổng kềnh nặng nề như máy bay trực thăng, xe tăng, xe thiết giáp, nhất là số cũ hỏng đem về, đổi và sửa chữa thì để ở ngoài trời. Để ra vào tổng kho có 12 cổng mở theo nhiều hướng khác nhau với hệ thống đường xá rất hiện đại. Hàng ngày có hàng ngàn chuyến xe trọng tải lớn ra vào, song không bao giờ có hiện tượng ùn tắc như ở đường phố Hà Nội xảy ra. Do tính chất quan trọng, tổng kho Long Bình được bảo vệ hết sức cẩn mật và nghiêm ngặt. Xung quanh tổng kho có hàng rào dây thép gai từ 7 đến 12 lớp. Giữa các hàng rào thép gai đều bố trí mìn nhiều loại. Phía trong và ngoài hàng rào đều bị phát quang. Toàn bộ phần bên trong kho gần như không có cây xanh lớn, chỉ có loại cỏ Mỹ mà lá sắc như dao. Đảm nhiệm công tác bảo vệ kho thường xuyên là 2.000 sĩ quan, binh lính, với khối lượng hàng hóa tàng trữ trong kho lên đến hàng chục triệu tấn. Tổng kho Long Bình trở thành kho dự trữ chiến lược lớn nhất ngoài nước Mỹ của quân đội Hoa Kỳ và được quản lý bằng máy tính IBM 360/50, một trong những hệ thống máy tính hiện đại nhất thời đó. Quả đúng là Mỹ không có gì ngoài điều kiện, nên thứ gì hiện đại nhất thì chúng đều có. Mà theo cảnh báo từ phía Mỹ, nếu mở kho 3 mà sai mã khóa hoặc dùng lực để mở khóa thì sẽ có thảm họa khôn lường. Sau chiến tranh, Mỹ từng mặt dày đặt vấn đề sẽ giải mã kho cho Việt Nam với điều kiện thu lại mũi tên gãy và chia đôi vũ khí. Nhưng chúng ta đâu dễ dàng đồng ý, bởi bọn Mỹ quân ta còn đánh được thì dăm ba cái bảo mật máy tính đấy, không thể nào làm khó Việt Nam được. Còn chuyện ta đã mã hóa như thế nào, anh em cứ xem tiếp rồi sẽ rõ. Nói thêm về cụm từ mũi tên gãy để anh em cùng hiểu đơn giản là tên lóng về vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học có sức tàn phá lớn.
Vũ khí tiến công chiến lược có sức hủy diệt của một Mỹ bỏ sót hay thất lạc trong chiến tranh và tập trận. Hiện Mỹ đã thừa nhận trên toàn trái đất, Mỹ có tổng cộng hơn 17 mũi tên gãy chưa được thu hồi. Quay trở lại với tổng kho của Mỹ, mặc dù được bảo vệ cẩn thận như vậy, nhưng mà đen cho quân Mỹ vì bộ đội đặc công của ta quá giỏi nên đã nhiều lần hỏi thăm khu vực này, khiến bọn Mỹ vừa tổn thất về vật chất lẫn cả tinh thần. Đặc công đã đánh trận nào thì bọn Mỹ phải khiếp vía trận đấy. Một số trận đánh tiêu biểu: trận đánh ngày 23 tháng 6 năm 1966, phá hủy 40.000 viên đạn pháo. Đêm 3 tháng 2 năm 1967, làm nổ tung 40 dãy nhà kho, phá hủy 800.000 viên đạn pháo. Ngày 13 tháng 8 năm 1972, phá hủy 17 dãy nhà, thiêu hủy 15.000 tấn bom đạn, xăng dầu, diệt 300 tên địch. Ngày 14 tháng 12 năm 1972, phá hủy gần 200 xe quân sự. Sau hàng loạt những trận tấn công này, sự phong phú và nổi tiếng của Tổng kho Long Bình được lan truyền trong dân miền Nam lúc ấy qua câu thành ngữ mới: ở Tổng kho Long Bình có tất cả nhưng chỉ thiếu mỗi bom nguyên tử. Ấy vậy mà không phải. Vậy các ông đoán xem, ở Tổng kho Long Bình được đầu tư đến tận răng cho bọn lính Mỹ ấy rốt cuộc thiếu thứ gì? Để có câu trả lời chính xác nhất thì chúng ta hãy cùng quay trở lại vào những ngày sau khi quân giải phóng hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm Dinh Độc Lập. Đó là vào chiều ngày 1 tháng 5 năm 1975. Khi đó, hầu hết lực lượng lữ đoàn xe tăng 203, quân đoàn 2 được rút đóng quân tại Tổng kho Long Bình sau những năm tháng chui lủi giữ bí mật. Năm hầm năm hào giờ được ở trong những ngôi nhà khang trang, sân bê tông, đường nhựa, lại có đèn điện, nước máy trong tổng kho. Bộ đội ta cảm thấy thật là lên tiên. Những ngày đầu, bộ đội thường ngủ bù cho võ sau hơn một tháng vất vả rong ruổi hơn hàng nghìn km, sau đó lại túm tụm chuyện trò với nhau. Ngoài chuyện thăm hỏi nhau người mất, người còn sau những trận đánh ác liệt vừa qua, thì những câu chuyện rôm rả nhất vào lúc này trong các cán bộ chiến sĩ là bao giờ được về với mẹ đây. Lòng vả cũng như lòng sung, đã xa nhà mấy năm trời, đi chiến đấu, anh nào chẳng mong sớm được về nhà. Tuy nhiên, nhịp sống nhàn tản ấy chỉ kéo dài được mấy hôm thì chấm dứt. Một mệnh lệnh mới được ban ra. Toàn đơn vị khẩn trương tu sửa xe máy, trang bị và luyện tập để tham gia duyệt binh mừng chiến thắng. Theo lịch đã được cấp trên phê duyệt, lễ duyệt binh mừng chiến thắng sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 5. Đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13 tháng 5 sẽ tổ chức tổng duyệt. Vì vậy, tất cả công tác chuẩn bị chỉ gói gọn trong khoảng một tuần. Công việc đầu tiên được lữ đoàn triển khai là bảo dưỡng cấp 2 cho toàn bộ số xe tăng, xe thiết giáp. Bước vào chiến đấu đã hơn một tháng, cơ động vượt gần 2.000 km, xe nào cũng đã bắn đến vài cơ số đạn, nên các xe tăng, xe thiết giáp rất cần được bảo dưỡng cho đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nói dại, nhớ đang duyệt binh mà chết máy ầm ĩ ra đấy thì ê mặt lắm. Vậy là các buồng động lực được mở tung ra, pháo súng, vũ khí cũng được tháo ra để bảo dưỡng. Cán bộ, chiến sĩ toàn lữ đoàn lại khoác vào mình những bộ quần áo công tác để rửa các loại bầu lọc, bơm dầu mỡ, kiểm tra hành trình giãn cách, tiêu chuẩn kỹ thuật. Được cái quần áo công tác, rẻ lau thì không thiếu, vì trang phục của lính Việt Nam Cộng Hòa còn đấy, dầu mỡ, nhiên liệu cũng ê chề, chẳng thiếu thứ gì. Công việc thứ hai cần làm là cũng phải tân trang cho những con voi thép sắt sạch nước cạn một tí trước bàn dân thiên hạ chứ. Làm sao chúng ta có thể có một đội quân chiến thắng cơ mà. Thế mà những chiếc xe tăng, xe thiết giáp của lữ đoàn thì hầu hết đã vào chiến trường từ năm 1971, năm 1972. Trải qua mấy năm ở chiến trường, đội mưa đội gió Trường Sơn mấy mùa lại vừa tham gia những trận đánh khốc liệt từ Quảng Trị năm 1972 đến mùa xuân năm 1975. Nên xe nào xe lấy mốc thích, xám xịt, không chỉ có kính mà còn đến ngôi sao quân hiệu trên tháp pháo cũng mờ nhạt, chẳng còn nhận ra nữa. Đặc biệt, gần như 100% xe đã mất lá chắn bùn, xe nào còn thì cũng đã rách te tua. Vậy là cả lữ đoàn lại như một công xưởng làm đẹp cho xe. Các thành viên kíp xe bây giờ lại trở thành thợ gò, thợ hàn, biến những vỏ thùng phi thành những chiếc lá chắn bùn cho xe mình. Với sự hỗ trợ của các thợ sửa chữa của đại đội 11, rồi thì tất cả các xe cũng đủ lá chắn bùn. Dẫu cũng có méo mó một chút, song có còn hơn không. Tuy nhiên, thế vẫn là chưa đủ, cần phải sơn lại toàn bộ xe cho nó sáng sủa một tí cơ chứ. Điều đó cũng không khó khăn cho lắm. Sơn trong tổng kho thì ê chề, nhất là sơn xanh lá cây. Lại có cả máy phun sơn nữa, chứ không phải dùng chổi sơn quét từng tí một, nên chỉ cần chừng 2 giờ là đã sơn xong một chiếc xe. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên, đến khi sơn lại quân hiệu trên tháp pháo thì bỗng chứng lại. Lý do thật đơn giản, trong cái kho sơn đồ sộ ấy, ngoài sơn xanh lá cây, các loại sơn màu trắng, màu vàng, màu xanh da trời cũng rất nhiều, song không hề có một gam màu sơn đỏ nào. Bộ phận vật tư của lữ đoàn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng sang các kho khác nhưng cũng đành bất lực. Chạy ra ngoài ngã ba Vũng Tàu và thành phố Biên Hòa tìm mua cũng không được. Các chủ cửa hàng cho biết, việc buôn bán sơn màu đỏ được chính quyền Mỹ và bọn Việt Nam Cộng Hòa quản lý rất chặt. Họ bảo, chắc họ sợ màu đỏ là màu của cách mạng. Mà cũng đúng thôi, bọn lính Mỹ ngụy nó sợ tất cả mọi thứ thuộc về bộ đội ta. Từ cây cỏ cho đến màu sơn thì anh em cũng đã đủ hiểu rồi nhỉ. Tìm kiếm khó khăn mà không ra màu đỏ. Thời gian chuẩn bị thì gấp rút. Các cán bộ kỹ thuật lúc đó của ta nhanh chóng đề xuất dùng sơn màu da cam. Trong kho lúc đó cũng có rất nhiều để thay thế.
đem sơn thử lên một vài chiếc xe cũng thấy tạm ổn. Và thế là đội hình xe tăng, xe thiết giáp của lữ đoàn xe tăng 203 tham gia duyệt binh ngày 15 tháng 5 năm 1975 tại Sài Gòn, Biên Hòa và các địa phương khác trông rất bắt mắt, chỉ một chi tiết nhỏ, nửa trên ngôi sao quân hiệu không được đỏ rực mà lại có màu đỏ ngả sang màu da cam. Trong niềm vui hòa bình, thống nhất thì chắc chẳng ai để ý đến chi tiết đó. Còn nguyên nhân của nó là bởi tổng kho Long Bình có tất cả mọi thứ nhưng lại không có một thứ màu sơn, đó là màu sơn đỏ. À đấy chưa hết anh em nhá. Nãy tôi đã hứa là kể về vụ giải mã hệ thống máy tính IBM 360/50, trong đó có dữ liệu quản lý kho của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là nơi chứa tất cả những dữ liệu quản lý kho của quân lực Mỹ và của Việt Nam Cộng Hòa. Khi bọn Mỹ nó thua, phải rút chạy, cứ tưởng mình không thể mở được kho, còn bày đặt ra điều kiện nọ kia để mở hộ. Nhưng mà chúng đã quá tự tin thái quá và cũng hơi có phần khinh địch. Bởi đối với Việt Nam chúng tôi thì không gì là không thể. Sau khi tìm được thấy các máy tính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ, Việt Nam ta đã tức tốc cử thêm cán bộ vào vận hành và khai thác. Việc đầu tiên của quá trình vận hành lại chiếc máy tính này là gọi công binh gỡ mìn. Sau khi gỡ mìn, chúng tôi cùng những nhân viên cũ trong công ty IBM bắt tay vào khôi phục hoạt động. Cũng phải nói là các chương trình của họ viết khá khoa học, tỉ mỉ từng bước, rất dễ sử dụng. Thế nhưng khi tìm hiểu, ta mới biết được nhân viên lập trình của chúng là cán bộ trung học, không phải là cán bộ đại học như của ta. Vì vậy, hầu hết các đoạn lệnh đều viết theo cấu trúc giống nhau nên ai đọc cũng hiểu. Lúc đầu, anh em tiếp quản nghĩ họ dốt thật, đáng lẽ nhiều đoạn lập trình có thể viết ngắn thì họ lại viết rất dài. Nhưng sau này mới thấy, lập trình công nghiệp thì phải thế, họ viết rành mạch, có ghi chú rõ ràng nên người sử dụng hiểu rất nhanh. Hồi đó anh em kỹ thuật của ta rất khoái thủ thuật, làm thế nào để giải quyết vấn đề ngắn nhất, hay nhất nhưng người khác đọc không hiểu gì cả. Sau khi khai thác thành công, các anh đã cung cấp cho tổng cục kỹ thuật danh mục toàn bộ hàng tồn còn trong kho, trong đó kho lớn nhất là tổng kho Long Bình. Sau đó, các máy tính IBM tại Sài Gòn tiếp tục phục vụ cho việc tính toán những bài toán giao thông, cầu đường, sau đó là khai thác và thăm dò dầu khí. Thành công trong việc khai thác dữ liệu của hệ thống máy tính hiện đại bậc nhất thời đó được xem là một thành tích lớn của quân đội nhân dân Việt Nam. Kể từ đó, các công tác quản lý hàng hóa vật tư trong tổng kho đi vào nề nếp, đảm bảo những quy trình nghiêm ngặt dựa trên những chủng loại hàng hóa khác nhau. Tổng kho Long Bình với tổng số lượng hàng hóa vật tư phong phú đi kèm việc có được hàng hóa vật tư phù hợp để sửa chữa trang thiết bị đã hỏng đã phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Một số phế liệu hoặc vật tư lưỡng dụng có thời hạn cũng được thanh lý để dùng vào mục đích dân dụng như lốp xe cũ, nhựa đường. Thời kỳ đổi mới, một phần diện tích của tổng kho Long Bình cũ cũng đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như xây dựng khu công nghiệp, doanh trại quân đội, nhà ở cho cán bộ lính. Vậy mới thấy bọn Mỹ mất công xây dựng tổng kho Long Bình hiện đại to lớn và có dấu vũ khí của mình đi chăng nữa, thì cuối cùng nó cũng nằm gọn trong tay của các anh bộ đội Việt Nam ta mà thôi. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em ở những video lần sau.